Cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình phát hình của Hồ Việt TV. Trở lại với bản tin chiều thứ tư hôm nay. Sau đây là phần tin quốc tế được mở đầu với anh Ngọc Chiểu. Sau đây là phần tin quốc tế. Các lãnh đạo của thế giới lên án nước Nga vì xâm lược Ukraine và kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý. Các vị lãnh đạo thế giới đã tham dự cuộc họp tại Liên Hiệp Quốc ở New York lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga khi các vị lãnh đạo do Nga bổ nhiệm ở các khu vực chiếm giữ ở Ukraine công bố kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý để mà sát nhập vào Nga trong những ngày sắp tới. Trong kế hoạch phối hợp thì các nhân vật thân Nga công bố trưng cầu dân ý từ ngày 23 cho đến ngày 27 tháng 9 ở tại Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia, khu vực chiếm tới 15% diện tích của Ukraine. Trả lời câu hỏi của báo giới tại Liên Hợp Quốc thì Bộ trưởng Ngoại giao của Ukraine là Dmytro Kuleba cho biết là người Nga có thể làm bất kỳ việc gì mà họ muốn, nhưng nó sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì. Ukraine thì có toàn quyền giải phóng lãnh thổ của mình và sẽ tiếp tục giải phóng bất kể Nga nói gì. Trước cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở tại New York, thì Tổng thống Pháp là Emmanuel Macron cho hay nếu kế hoạch trưng cầu dân ý không diễn ra một cách suôn sẻ thì sẽ rất buồn cười. Thủ tướng Đức là Olaf Scholz cho hay là Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ từ bỏ tham vọng đế quốc nếu ông công nhận là ông không thể chiến thắng cuộc chiến này. Trong bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng thì ông Scholz cho biết đó là lý do tại sao chúng ta sẽ không chấp nhận bất kỳ hòa bình nào mà do Nga đưa ra. Và đây cũng là lý do tại sao Ukraine phải đẩy lùi cuộc tấn công của Nga. Thủ tướng Nhật Bản là Fumio Kishida thì cho hay sự tín nhiệm của Liên Hợp Quốc gặp nguy hiểm vì cuộc xâm lược của Nga. Một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an và cải cách Hội đồng Bảo an là cần thiết. Ông cho biết rằng cuộc xâm lược Ukraine của Nga là hành vi chà đạp triết lý và những nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Một số nhân vật thân với Moscow thì xem trưng cầu dân ý ở khu vực chiếm giữ là tối hậu thư để mà Tây Phương chấp nhận việc chiếm giữ lãnh thổ của Nga, hoặc là đối diện với chiến tranh toàn diện với đối thủ có vũ khí hạt nhân. Thưa quý vị, cũng liên quan đến tình hình cuộc chiến tại Ukraine, thì Nga huy động 300.000 binh lính dự bị, trong khi công bố có 6.000 quân nhân tử trận ở Ukraine. Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết Nga sẽ huy động 300.000 binh lính dự bị để hỗ trợ chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong lần cập nhật đầu tiên của Moscow về số thương vong trong gần 6 tháng qua, ông Shoigu nói rằng 5.397 quân nhân Nga đã tử trận kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Tổng thống Putin ra lệnh huy động đầu tiên của Nga kể từ Đệ nhị Thế chiến. Trong bài phát biểu trên truyền hình lúc sáng sớm, nói rằng cần thêm nhân lực để thắng cuộc chiến, không những chống lại Ukraine mà còn chống lại những nước Tây Phương hậu thuẫn. Ông Shoigu phản bác nhận định của Kiev và Tây Phương cho rằng Nga tổn thất nặng nề trong cuộc xung đột và rằng 90% thương binh Nga đã trở lại tiền tuyến. Đây là lần đầu tiên Nga công bố số tử vong chính thức kể từ ngày 25 tháng 3, khi Moscow loan báo 1.351 quân nhân tử trận. Ngũ Giác Đài vào hồi tháng 8 cho rằng có khoảng 70.000 cho đến 80.000 binh lính Nga thiệt mạng hoặc bị thương. Và hồi tháng 7, ước tính tổng số tử vong của Nga khoảng 15.000 người. Ông Shoigu cho hay Nga còn 25 triệu chiến sĩ tiềm năng. Sắc lệnh đăng tải trên trang web của Điện Kremlin cho biết cuộc huy động chỉ áp dụng cho binh lính dự bị có kinh nghiệm quân sự trước đó. Ông Shoigu nói rằng điều này có nghĩa là khoảng 300.000 binh lính. Họ sẽ được huấn luyện bổ sung trước khi điều động sang Ukraine. Ông nhấn mạnh, lệnh huy động sẽ giúp Nga củng cố các vùng lãnh thổ đang nắm giữ ở Ukraine. Chiến hạm Hoa Kỳ và Canada đi qua eo biển Đài Loan lần thứ nhì trong năm. Một chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ và một tàu hộ tống của Canada đã đi qua eo biển Đài Loan vào hôm thứ Ba, giữa lúc căng thẳng quân sự tăng cao giữa Bắc Kinh và Đài Bắc. Đây là chuyến đi qua eo biển lần thứ nhì trong vòng một tháng của một chiếc tàu hải quân Hoa Kỳ và lần thứ nhì của chiến hạm Hoa Kỳ và Canada cùng đi qua eo biển trong vòng chưa đầy một năm.
và kể từ tháng 10 năm 2021. Mặc dù Trung Cộng phản đối, thì những năm gần đây, chiến hạm của Hoa Kỳ và thỉnh thoảng chiến hạm của các nước đồng minh như là Anh Quốc và Canada thường xuyên đi qua eo biển Đài Loan. Những chuyến đi như thế này đã khiến cho Bắc Kinh tức giận. Và Hải quân Hoa Kỳ cho biết rằng sự hợp tác như thế này là trọng tâm trong chính sách của Hoa Kỳ nhằm để bảo đảm một khu vực an toàn và thịnh vượng. Khu trục hạm Hà Tiến dẫn đường Higgins và tàu hộ tống Vancouver của Hải quân Canada đã đi qua hành lang của eo biển nằm ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia nào. Bộ trưởng Quốc phòng của Canada là Anita Anand cho biết rằng là một nước Thái Bình Dương, Canada cam kết giữ gìn sự ổn định cũng như thịnh vượng toàn cầu ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chuyến đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Canada với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bộ Ngoại giao của Đài Loan thì hoan nghênh chuyến đi của các chiến hạm. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của Giải phóng quân Trung Cộng thì cho hay họ theo dõi và cảnh báo những chiến hạm này. Trung Cộng sẵn sàng nỗ lực hết sức để tái thống nhất hòa bình với Đài Loan. Thưa quý vị, phát ngôn viên Chính phủ Trung Cộng hôm nay cho biết, Trung Cộng sẵn sàng nỗ lực hết sức để tái thống nhất hòa bình với Đài Loan theo sau nhiều tuần tập trận quân sự của Bắc Kinh gần hòn đảo. Trung Cộng tiến hành tập trận gần Đài Loan kể từ đầu tháng trước, sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến thăm Đài Bắc, trong đó bao gồm phóng hỏa tiễn ra vùng biển gần Đài Loan. Trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh trước Đại hội Đảng trong tháng tới, phát ngôn viên Mã Hiểu Quang của Văn phòng Đài Loan Sự vụ của Trung Cộng nói rằng Trung Cộng sẵn sàng nỗ lực hết sức để tái thống nhất hòa bình. Tổ quốc phải tái thống nhất và tái thống nhất là không thể tránh khỏi. Quyết tâm của Trung Cộng trong việc bảo vệ lãnh thổ là không bao giờ thay đổi. Trung Cộng đề nghị mô hình một đất nước hai chế độ cho Đài Loan, tương tự như công thức áp dụng cho Hồng Kông khi Anh Quốc trả lại thành phố cho Bắc Kinh vào năm 1997. Ông Mã cho hay, Đài Loan có thể có chế độ xã hội khác với Hoa Lục, bảo đảm lối sống của họ được tôn trọng như tự do tôn giáo, nhưng với điều kiện bảo đảm chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển. Toàn bộ các chính đảng lớn ở Đài Loan đều phản bác đề nghị đó, và nó gần như không được công chúng ủng hộ, đặc biệt sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông năm 2020, sau khi thành phố chấn động vì làn sóng biểu tình phản đối chính quyền và phản đối Trung Cộng. Một người Nhật đã tự thiêu để phản đối lễ quốc tang của cựu Thủ tướng Abe. Một người tự thiêu gần văn phòng với Thủ tướng Nhật Bản vào hôm nay có vẻ để phản đối việc chính phủ quyết định tổ chức lễ quốc tang cho cố Thủ tướng Shinzo Abe. Người mới bị ám sát gần đây, người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện và đã bị phỏng toàn thân, trong khi một viên cảnh sát tìm cách dập tắt ngọn lửa cũng bị thương. Người đàn ông được biết khoảng 70 tuổi đã bất tỉnh khi được phát hiện, nhưng sau đó thì khai với cảnh sát là ông cố ý đổ dầu lên người. Một lá thư về lễ quốc tang của ông Shinzo Abe và dòng chữ "Tôi cực lực phản đối" được tìm thấy ở gần đó. Và cảnh sát từ chối xác nhận sự việc. Trong cuộc họp báo thì Tổng thư ký nội các Hirokazu Masuno cho biết ông nghe nói cảnh sát phát hiện được một người bị phỏng nặng gần văn phòng chính phủ và cảnh sát thì đang điều tra sự việc. Được biết ông Shinzo Abe bị bắn chết tại một cuộc vận động vào ngày 8 tháng 7 và lễ quốc tang của ông chuẩn bị diễn ra vào ngày 27 tháng 9 với khoảng 6.000 người từ Nhật Bản và ngoại quốc sẽ tham dự. Sự phản đối lễ quốc tang gia tăng về những tiết lộ về mối liên hệ giữa Đảng Dân Chủ Tự Do LDP và Giáo hội Unification Church. Nghi phạm đã ám sát ông Abe cho biết rằng giáo hội đã làm cho mẹ của anh ta phá sản và anh ta cảm thấy cựu thủ tướng ủng hộ cho giáo hội này. Mối liên hệ với Unification Church đã trở thành vấn đề lớn đối với Thủ tướng Fumio Kishida và LDP. Đảng LDP vào tháng này cho biết có một cuộc khảo sát cho thấy gần một nửa trong số 379 nhà lập pháp của đảng có mối liên hệ với giáo hội này theo một hình thức nào đó. Qua tin thế giới tiếp theo, 6 người thiệt mạng khi các cuộc biểu tình lan rộng vì cái chết của một phụ nữ ở Iran.
Các cuộc biểu tình lan rộng khắp Iran vì cái chết của cô Mahsa Amini sau khi cô bị cảnh sát đạo đức bắt giữ, trong khi một tổ chức nhân quyền hôm nay cho hay thêm hai người biểu tình bị giết chết đêm qua, đưa tổng số tử vong lên 6 người. Người dân phẫn nộ kể từ khi nhà chức trách Iran hôm thứ Sáu tuần trước công bố cái chết của cô gái 22 tuổi. Cô bị bắt giữ vì tội vì đội khăn trùm đầu hijab theo cách không phù hợp. Các nhà hoạt động cho biết Amini bị đánh mạnh vào đầu gây tử vong, một cáo buộc mà giới chức phủ nhận và nói rằng đang điều tra sự việc. Một số phụ nữ biểu tình cởi khăn hijab của họ và đốt trong đống lửa hoặc cắt tóc của họ. Truyền thông nhà nước hôm nay cho hay, trong đêm thứ năm của làn sóng biểu tình đã lan rộng ra 15 thành phố. Cảnh sát sử dụng hơi cay và bắt giữ người biểu tình để giải tán những đám đông đến 1.000 người. Người biểu tình ném đá vào lực lượng an ninh, phóng hỏa đốt xe cảnh sát và thùng rác, hô khẩu hiệu phản đối chính quyền. Tổ chức nhân quyền Article 19 bày tỏ lo ngại trước thông tin sử dụng võ lực trái luật của cảnh sát và lực lượng an ninh Iran như bắn đạn thật. Các cuộc biểu tình diễn ra ở Tehran và các thành phố khác như Mashhad ở Đông Bắc, Tabriz ở Tây Bắc, Rasht ở miền Bắc, Isfahan ở miền Trung và Shiraz ở miền Nam. Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei hôm nay lên tiếng nhưng không đề cập đến bạo loạn lan rộng, và Tổng thống Ibrahim Raisi sẽ phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York trong ngày hôm nay. Những căn bệnh do lũ lụt gây ra ở tại Pakistan có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Có ít nhất thêm 9 người bị tử vong vì những căn bệnh do nước gây ra tại những khu vực bị lũ lụt ở tại Pakistan. Và khi diễn viên Angelina Jolie bất ngờ đến thăm đất nước Nam Á này để gặp những người bị ảnh hưởng vì lũ lụt, đợt mưa lớn đã kéo dài mang đến lượng nước mưa gấp 3 lần lượng mưa bình quân trong những tuần gần đây, đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng, đã làm hơn 1.500 người bị thiệt mạng, trong đó có 551 trẻ em và 318 phụ nữ. Giới chức cảnh báo là họ có nguy cơ mất kiểm soát sự lây lan của những căn bệnh trong tình hình Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc gọi là vô cùng ảm đạm. Hàng trăm ngàn người đã mất nhà cửa vì lũ lụt đã phải sống ngoài trời, và khi nước lũ bắt đầu rút xuống thì nước tù động dẫn đến những căn bệnh như là sốt rét, sốt xuất huyết, nhiễm trùng da và mắt, đồng thời tiêu chảy. Minh tinh Hollywood là Angelina Jolie đến Pakistan và thăm các cộng đồng bị ảnh hưởng ở tại Dadu, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất ở miền nam của Pakistan. Cô đã gặp gỡ nhiều phụ nữ hiện đang phải sống trong lều. Họ nói với cô là họ cần lương thực, nước uống và khám chữa bệnh. Jolie cũng đến thăm Pakistan sau trận lũ lụt vào năm 2010. Và Tổ chức Y tế Thế giới cho hay bệnh tật gia tăng có thể trở thành thảm họa thứ nhì. Và Bộ trưởng Kế hoạch là Ashan Iqbal của Pakistan thì cho biết đợt bùng phát bệnh tật đã xảy ra và Pakistan lo ngại là nó có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Ở tỉnh Sindh thì 9 người đã bị tử vong vì bệnh đường ruột, tiêu chảy và sốt rét vào hôm thứ Hai, đưa tổng số người chết vì bệnh tật lên là 318 người kể từ đầu tháng 7. Hai 230 con cá voi hoa tiêu mắc cạn ở Úc, khoảng một nửa có thể đã chết. Thưa quý vị, một đàn gồm 230 con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn trên bờ biển Tasmania hôm nay, trong đó giới chức Úc nói rằng chỉ một nửa có vẻ còn sống. Hình ảnh cho thấy cảnh hàng chục con cá voi nằm rải rác trên bãi biển, mắc cạn giữa nước biển lạnh giá và cát. Người dân địa phương xối nước lên những con cá voi còn sống, trong khi những con khác ở gần đó cố gắng thoát khỏi chỗ mắc cạn và nhiều con cá voi khác đã chết. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường tiểu bang cho hay cá voi mắc cạn gần cảng Macquarie dường như chỉ khoảng một nửa còn sống. Các chuyên gia bảo tồn biển và nhân viên mang theo thiết bị cứu nạn cá voi đang trên đường đến hiện trường. Họ sẽ cố gắng cứu những con còn khỏe có thể sống sót và dự tính kéo xác cá voi ra biển để tránh thu hút cá mập đến khu vực. Cách đây gần 2 năm, cảng Macquarie cũng là nơi xảy ra vụ mắc cạn lớn nhất ở Úc, khi gần 500 con cá voi hoa tiêu mắc cạn. Hơn 300 con bị chết, mặc dù hàng chục tình nguyện viên vất vả nhiều ngày trong nước biển lạnh giá của Tasmania để cứu chúng. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến các vụ mắc cạn tập thể.
Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân có thể do đàn cá lạc đường sau khi săn mồi quá gần bờ. Cá voi hoa tiêu có tính xã hội cao và có thể đi theo bạn cùng đàn vừa rơi vào nguy hiểm. Chuyện này thỉnh thoảng xảy ra khi những con cá voi già yếu bị bệnh hoặc bị thương bơi lên bờ và những con khác trong đàn theo sau cố gắng phản hồi tín hiệu khẩn nguy của con cá voi bị mắc cạn. Thuốc phiện có từ thế kỷ thứ 14 trước công nguyên được tìm thấy ở Israel. Dấu vết của thuốc phiện được phát hiện ở tại Israel trong những chiếc bình sử dụng trong nghi thức an táng của người Canaan, cung cấp một trong những bằng chứng sớm nhất trên thế giới về việc sử dụng ma túy. Được tìm thấy trong cuộc khai quật vào năm 2012 ở tại Tel Yehud, miền trung của Israel, những chiếc bình cuối thời đại đồ đồng đã được phát hiện tại các ngôi mộ của người Canaan, nơi mà chúng có lẽ được sử dụng trong nghi thức an táng và làm lễ vật cho người chết ở bên kia thế giới. Cuộc nghiên cứu mới của Viện Khoa học Weizmann Đại học Tel Aviv và Cơ quan Di tích cổ Israel đã phân tích chất hữu cơ còn lại trong 8 chiếc bình và phát hiện ra đó là thuốc phiện. Trong đó thì một số được sản xuất tại địa phương và một số ở tại Cyprus. Trong nghiên cứu được đăng trên tạp chí Archaeometry thì các nhà nghiên cứu cho hay là thuốc phiện trong bình có niên đại từ thế kỷ thứ 14 trước công nguyên. Hiện thì chưa rõ người Canaan đã sử dụng thuốc phiện như thế nào trong nghi thức an táng của họ. Và nhóm nghiên cứu cho rằng những người tham dự muốn nâng tinh thần của thân nhân người quá cố và bước vào tình trạng ngây ngất khi sử dụng thuốc phiện. Ông Ron Beery thuộc Cơ quan Di tích cổ của Israel thì cho hay bên trong những chiếc bình này là dấu vết của thuốc phiện. Có thể chiếc bình này là để đổ chất lỏng như là thuốc phiện pha loãng vào cái tách và thầy tế sẽ uống chất lỏng này trên ngôi mộ. Và sau khi uống thì ông sẽ bước vào tình trạng ngất ngây. Những công cụ này được tìm thấy với số lượng lớn trong các cuộc khai quật từ khu vực Hy Lạp và Ý cho đến Ai Cập. Đặc biệt là ở khu vực phía Nam Tây Á và Ai Cập, điều quan trọng là nếu những chiếc bình này thực sự đựng thuốc phiện, thì nó cho thấy thuốc phiện đã xuất hiện như thế nào vào thời đó. Các nhà khoa học ước tính có khoảng 20 triệu tỷ con kiến trên trái đất. Có bao nhiêu ngôi sao trong dải ngân hà? Có bao nhiêu hạt cát trên sa mạc Sahara? Có bao nhiêu con kiến sống trên trái đất? Những câu hỏi này dường như không có câu trả lời. Tuy nhiên, qua quá trình phân tích dữ liệu sâu rộng, các nhà khoa học đang tiến gần hơn đến việc tìm ra đáp án. Nhóm nghiên cứu của Sabine Newton và Patrick Schultes, hai nhà sinh học ở thành phố Wolfsburg ở Đức, tìm kiếm lời giải cho câu hỏi có bao nhiêu con kiến sống trên trái đất. Nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Science hôm thứ Hai. Để tính toán số lượng kiến, nhóm chuyên gia đã xem xét nhiều nghiên cứu sẵn có, cuối cùng chọn lọc khoảng 500 nghiên cứu phù hợp và tổng hợp chúng trong một cơ sở dữ liệu. Bà Newton cho biết, theo ước tính của nhóm nghiên cứu, số lượng kiến trên toàn cầu là 20 với 15 con số 0, nghĩa là 20 triệu tỷ con kiến. Sinh khối của chúng lên tới 12 triệu tấn carbon. Ông Schultes cho hay, con số này vượt qua tổng sinh khối của động vật có vú và chim hoang dã, tương ứng với khoảng 20% sinh khối của con người. Kiến sống ở hầu hết các môi trường, trừ vùng cực. Nghiên cứu mới là nghiên cứu đầu tiên điều tra sự phân bố của kiến dựa trên những quan sát thực tế. Kết quả, vùng nhiệt đới có mật độ kiến cao nhất. Ngoài ra, rừng và các khu vực khô cằn là nơi thu được nhiều mẫu vật nhất. Chúng hiếm hơn ở những nơi chịu tác động lớn của con người. Trong tương lai, các nhà nghiên cứu sẽ tìm hiểu xem những ảnh hưởng môi trường nào tác động đến sự phân bổ của kiến và điều này sẽ thay đổi ra sao, đặc biệt là trong trường hợp khí hậu biến đổi. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới của Việt TV chiều nay. Và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin Việt Nam.